Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi 12 game và bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng trò Pensy Rose. Chúng ta sẽ chơi tiếp nha. Wow, như kiểu là giáo sư ấy nhỉ. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Going Ball. Bình tĩnh thôi nha, bình tĩnh thôi. Rồi, bắt đầu đi sang cầu nào. Nguy hiểm lắm ấy. Sẽ đi chậm chậm thôi nha. Một quả bóng nó được lấy này. Yeah. Tiếp tục. Rồi. Chậm chậm một chút thôi, nhanh là bị rơi mất đấy. Oh yeah. Rồi chúng ta sẽ sang tiếp nha. Level 18, ok. Ui, chắc phải nhảy thật nhanh. Úi dồi, nhảy lại nhanh quá. Ui, lại rơi mất rồi. Đùa nào. Rồi bình tĩnh. Wow. Nguy hiểm thật. Yeah. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò game Rush. Rồi bây giờ sẽ là trò Jelly Glass 3D.
tiếc quá. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò gì đây nhỉ? Mình sẽ chơi trò temperature. Dòng nước xanh le luôn nhỉ, chắc nhiều tảo quá. Oh my god, mình bị rơi xuống vực mất rồi. Rồi và mình sẽ chuyển sang trò Stealth Mountain. Và bây giờ sẽ là trò tôm vuông vòng.
Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi trò kích the booty. Một đàn rơi rơi đi. Ui, nghe rồi đã thấy sợ hết cả người rồi đấy. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò Little Kitchen. Tiếp theo sẽ là trò Hotel Tiran.
cuối cùng chúng ta sẽ chơi trò stick war. Mình sẽ chơi bằng xác sống unlock nha. Đang 10 rồi, ok. Attack. Oh, zombie đã xuất hiện rồi.